Wow, chúng ta đây có gì đây? Một con khủng long, hai con khủng long luôn. Wow, thì ra hai con này là bạn của nhau đó. Wow, con khủng long thì đi đâu vậy? Nó quay trở lại và đem theo một trái bắp đang định đặt xuống. Không biết là kế hoạch của nó đang định làm cái gì đây. Đang bàn chiến thuật với nhau nha. Wow. Lúc này đang có gì đây? Một con long triceratop. Nó đang ăn quả bắp kìa. Wow. Phía xa xa bên đây thì đang có hai con khủng long. Nó đang quan sát với nhau nha. Wow. Hình như kế hoạch của nó đã thành công rồi. Wow. Ngay lúc này thì con khủng long triceratop không biết gì hết. Wow, hai con khủng long lại phải tấn công con khủng long triceratop kìa. Cắn xé con long triceratop nha. Sử dụng long triceratop lại gần. Ui, chiến giới. Wow, con này định hai con kia này đánh nhau. Wow, hai con đã chửi lộn với nhau các bạn ơi. Wow, không được rồi. Hai con có vẻ như đang rất là bực bội. Cuộc chiến này chuẩn bị nổ ra rồi. Hai con bị đánh nhau rồi các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Wow, cuộc chiến đã nổ ra các bạn ơi. Khủng long kia đã bị hàng gục rồi nha. Khủng long màu nâu này quá là mạnh luôn. Wow. Wow, vì giành ăn với nhau mà từ bạn trở thành thù luôn. Wow, quá là đáng sợ. Đang có rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Nhìn phê chưa kìa. Đây là một con khủng long gì đây? Đây là con khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Đây con khủng long này màu vàng nè. Ở trên người của nó khá là nhiều những cái đốm đốm màu đỏ các bạn ơi. Không biết là nó mới gì đi đánh lộn về hay là cái màu nó vậy nữa các bạn. Còn đây là gì đây? Một anh chàng Batman người dơ phiên bản màu xanh nha. Wow, anh chàng Batman này chạy trong một chiếc xe màu đen các bạn ơi, trông rất là ngầu nha. Wow, cánh cửa mở ra kìa các bạn, anh ta đang bước ra nha. Wow, đạp chiếc xe đạp khác luôn kìa. Đấy, trông nó ngầu chưa? Đấy, gọi điện thoại kêu đồng đội tới luôn nha các bạn. Wow. Có một hình con dơ màu đen ở trước ngực các bạn ơi, trông cực kỳ là ngầu luôn. Áo chàng cũng màu xanh luôn nha, quá là dữ các bạn. Còn đây là gì đây? Một con khủng long Agamasaurus bạn ơi. Con khủng long này trên lưng của nó cực kỳ nhiều gai luôn nha. Wow, cùng phần dưới nó màu xanh, phần trên nó thì màu hồng nha các bạn. Còn đây là gì đây? Fussy. A performance was demanded of me, and now I have delivered. Encore. Một con cáo các bạn ơi, con cáo màu trắng nha. Ở cái tai nó kìa các bạn ơi, cái tai nó có một cái móc các bạn, trông rất là đáng sợ luôn nha. Còn bên đây là bàn tay bình thường. Con cáo rất là kinh dị luôn. Đây là gì đây? Một con khủng Stegosaurus bạn ơi. Con khủng long này hả, phần trên lưng của nó cực kỳ là nhiều những cái phẩy các bạn ơi, phần đuôi nó còn có gai nữa kìa. Wow, con khủng long là màu tím nha, rất là đáng sợ luôn. Rainbow Frame Pink. Con quái vật màu hồng nha, nó có hai con mắt các bạn ơi, hàm răng cực kỳ là sắc nhọn luôn. Wow, trông ráng sợ chứ kìa. Rất là ghê luôn các bạn ơi. Còn đây là gì đây? Một anh chàng Rainbow Fenrir, anh chàng màu xanh lá cây nha, đang wait,
Vậy ta xin chào chúng ta các bạn ơi. Hai con mắt của anh chàng này màu đen là các bạn. Wow, trông khá là kinh dị đúng không nha. Đấy, còn đây là gì đây? Một con khủng long Derizinosaurus màu xanh lá cây các bạn. Hàm răng của nó rất là ghê luôn các bạn ơi. Wow, trên lưng nó còn có một cái nút bấm các bạn ơi. Wow, trên lưng của nó cũng có rất là nhiều gai các bạn. Wow, rất là đáng sợ nha. À, một anh chàng Captain America màu xanh dương. Wow, anh chàng Captain America đang lái một chiếc siêu xe màu xanh dương các bạn. Wow, chiếc xe rất là ngầu luôn nha. Wow, anh chàng Captain America đó các bạn ơi. Wow, chiếc xe khá là xịn luôn. Wow, rất là đã luôn các bạn. Anh chàng này có một cái hình ngôi sao màu trắng ngay trước ngực các bạn ơi, trông rất là xịn sò luôn. Anh ta là một người đội trưởng cực kỳ là thông minh luôn nha các bạn ơi. Còn đây là gì đây? Một con khủng long Triceratops ba sừng nha các bạn ơi. Con khủng long này màu tím nè. Đấy, trên lưng của nó rất là nhiều gai luôn. Wow, có hai cái sừng trước khá là dài, còn một cái sừng mini nữa các bạn. Wow. Wow, còn đây là gì đây? Một con khủng long Stegosaurus bạn ơi, con khủng long này màu xanh lá cây nha. Trên lưng của nó cực kỳ là nhiều những cái gai mà nhỏ quắc các bạn ơi. Ấy, khủng long nào mà cắn nhau cái là xong phim luôn đó nha. Ấy da, một cô nàng có mái tóc màu cam nha. I can hear you breathing, but not for long. Ở cái mặt trông rất là kinh dị các bạn ơi, trời ơi trông đáng sợ chứ kìa. Ở mặt cái bộ đồ màu đỏ đó các bạn ơi. Wow, đây là gì đây? Một chiếc siêu xe màu xanh dương các bạn. Ở chiếc xe này có hai chỗ ngồi nha các bạn. Trời mà mưa một cái là chiếc xe này xong phim luôn. Ở hứng nước mưa trong đây luôn các bạn ơi. Ở chiếc xe khá là dài các bạn. Đây là một anh chàng Black Panther, anh chàng người báo đen các bạn ơi. Anh chàng Black Panther này đang lái một chiếc xe mô tô màu cam các bạn ơi, đang lại lướt trên con đường các bạn. Rip bánh các bạn ơi. Quá là xịn luôn, bước xuống xe này các bạn ơi. Quá ngầu luôn. Wow, một chiếc mặt nạ người báo đen trông rất là ngầu luôn nha. Anh ta chuẩn bị đấm chúng ta nè các bạn ơi. Rất là buồn cười luôn các bạn. Còn đây là gì đây? Một con Huggy Wuggy. Đấy, con này được mix giữa màu đỏ với màu xanh dương các bạn ơi. Nó có một cái nơm màu tím nữa nè. Nó đang trông rất là đáng yêu luôn nha. Còn đây gì đây? Một cái xe có một cái tay cào rất là to các bạn ơi. Ở chiếc xe màu vàng nha. Ở cái tay cào của nó kìa. Wow, có thể xoay được 360 độ các bạn ơi, rất là xịn luôn. Phía trước còn nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi, mấy con này bỏ qua đi. Tiếp theo thôi, chúng ta còn gì nữa đây? Wow, ở đây còn rất là nhiều đồ chơi như mình nói nha các bạn ơi. Một anh mặt nạ của anh chàng Hulk nè. Wow, anh chàng người khổng lồ xanh nè các bạn ơi. Anh ta chiến đấu là những một con Siren Hemis bạn bạn, một con quái vật người loài nha. Bay tới đấm một cái rớt tay rớt chân nó ra luôn kìa. Wow, anh chàng người khổng lồ xanh nha. Một chiếc mặt nạ trông rất là ngầu luôn. Wow, thì đây là góc nhìn của anh chàng Hulk các bạn ơi, khá là giống như của chúng ta thôi. Đây là một con khủng long gì đây? Đây là con khủng long Brontosaurus bạn ơi. Con khủng long cổ dài, cổ nó khá dài luôn, một con khủng long cực kỳ to lớn luôn. Nó có thể cao lên tới 15 mét luôn nha các bạn, rất là xịn luôn. Rainbow Frame Purple. Một anh chàng này đang đội trên đầu là một cái nón màu đỏ các bạn ơi. Đó, đang cười nó các bạn, chân tay thì dài thon lon luôn nha. Khá là đáng sợ luôn. Còn đây gì đây? Freddy. Yeah.
Một chú gấu màu trắng các bạn ơi. Đang đội trên đầu là một cái nón màu đen nè. Trông rất là đáng yêu luôn nha. Chú gấu mập mạp dễ thương. Còn đây là gì đây mà con khủng long Pachycephalophus. Tên nó dài thòn lon các bạn ơi. Con khủng long màu cam nha, cái đầu nó khá là cứng các bạn ơi. Nó sử dụng cái phần đầu này hút vào những con khủng long khác gây sát thương rất là lớn luôn. Wow, khủng long trông rất là đẹp các bạn. Còn đây là gì đây, một anh chàng hút vai. Anh chàng người khổng lồ xanh, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn luôn các bạn ơi. Một mình anh ta có thể chống đối lại cả 10.000 con quái vật luôn nha. Còn đây là gì đây mà con Killy Willy, mà con quái vật xịn lá cây các bạn ơi. Hàm răng rất là sắc nhọn đến tận 5 con mắt các bạn ơi. Móng vuốt nó cả một cái thôi là xong phim các bạn ơi. Còn đây là gì đây, một con quái vật Stingerflin. Ấy, một con sứa màu đỏ các bạn ơi, nó có một con mắt nha, 4 cái chân và 2 cái tay luôn kìa. Wow, trông cực kỳ đáng sợ luôn. Còn đây có thêm gì đây, một chiếc xe các bạn ơi, chiếc xe này rất là đẹp nha. Ấy, bên đây thì màu vàng nhưng mà bên đây thì màu đen với màu xanh nha. Wow, chiếc xe rất là nhiều màu sắc luôn, chạy cực kỳ là nhanh luôn. Đây là một con khủng long Ankylosaurus nha. Này trên lưng cực kỳ nhiều gai luôn kìa. Wow, phần đuôi giống như một cái thanh đại chùy các bạn ơi. Ơi đây rất là đẹp các bạn, một con khủng long công thủ toàn diện luôn. Balora. Một cô nàng có mấy có cái đầu màu tím, mặc bộ đồ cũng màu tím. Ơi cái mặt thì trắng bát trắng tết các bạn ơi, trông rất là đáng sợ luôn nha. Hai, còn đây thêm gì đây, một con chim opila. Một con chim màu hồng nó có hai cái cánh màu tím các bạn ơi, cái chân với cái mỏ nó màu vàng này, các bạn ở nó mổ mình à các bạn, ở nó mổ mình à. Rất là hung dữ luôn. Wow, cực kỳ là nhiều đồ chơi luôn. Ấy còn con này nè các bạn, mình cũng rất thích lắm nha. Đây là con Huggy Wuggy màu xanh dương các bạn ơi. Nó có một cái nơ màu trắng nha. Ấy, hàm răng rất là đáng sợ luôn. Còn đây thêm gì đây, một anh chàng cyborg, anh chàng người robot các bạn ơi. Wow, anh chàng cyborg này chuẩn bị bay các bạn. Wow, ngầu chưa kìa. Oh, anh ta bay ra ngoài luôn kìa. Wow, bay trên bầu trời rất là xịn luôn nha. Ấy, con mắt một bên trái anh ta thì màu đỏ nha các bạn ơi. Anh ta đang bật Sharingan lên các bạn ơi. Cẩn thận chúng ta bị ảo thuật nha. Oh, rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Không, một anh chàng Joker này các bạn ơi. Anh ta phóng ra một cái tiêu năng lượng màu tím cực kỳ là xịn luôn nha. Cũng bay tất cả mọi thứ luôn các bạn ơi, thậm chí luôn ngã luôn cả một cái cục điện giao thông nha. Anh ta tung ra rất là nhiều cú đấm các bạn. Hello, xin chào các bạn nha các bạn ơi. Ở đây chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi các bạn, một cái thùng đồ chơi luôn nha. Ở đây có gì đây, một chú hổ. Chú hổ này mặc có bộ lông màu cam các bạn ơi, có mấy cái đường sọc 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 màu đen các bạn. Wow, rất là đẹp nha. Hổ là một động vật ăn thịt các bạn, cực kỳ là nguy hiểm luôn. Wow, đây gì đây, một con khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Thì con khủng long này cũng đông ăn cỏ, khá là hiền luôn. Nó có một cái màu phía sau đầu các bạn ơi, khá là vô dụng nha. Con này không có giáp gì hết các bạn ơi, con không có vũ khí gì để tấn công nha. Hỡi, con này rất là tội nghiệp luôn. Còn đây gì đây, Huggy Wuggy.
Một con quái vật màu xanh dương các bạn ơi, nó có cái nơ màu trắng đang vẫy tay xin chào chúng ta, nó cái hàm răng của nó rất là sắc nhọn luôn nha. Wow, đây một cái súng các bạn ơi. Cái súng này vừa có màu đỏ với màu xanh dương nha. Wow, cái súng này bắn rất là đã luôn. Bằng ha ha ha. Rainbow Fan Red. Một anh chàng có cái đầu màu đỏ bạn ơi, hai con mắt màu đen nha. Wow, rất là xịn các bạn. Ha ha. Thêm gì đây, một anh chàng Joker. Ở đây chúng ta có đang có gì đây? Một anh chàng Joker các bạn ơi, đây mặc bộ đồ của anh chàng Superman à. Đang chuẩn bị phóng ra một nguồn năng lượng xanh dương các bạn. Quá là ngầu nha. Ngầu nhìn đã chứ kìa. Anh chàng người hề đó các bạn ơi. Anh chàng này rất là nguy hiểm nha. Một tên tội phạm cực kỳ khét tiếng luôn. Ở cái mặt màu trắng, mái tóc thì màu xanh lá cây các bạn. Wow. Còn đây chúng ta có thêm gì đây? Một con tê giác. Con tê giác này có cái sừng khá là dài các bạn ơi, nó chỉ một cái phần sừng để hút vào những con động vật khác nha. Ở cái bụng nó khá là phệ luôn các bạn ơi. Đây giờ đây bộ anh chàng Batman, anh chàng người dơi phiên bản màu đen các bạn ơi. Anh chàng Batman này các bạn ơi, cùng cánh anh ta đang bay lượn trên bầu trời trông rất là ngầu luôn các bạn. Wow, ở dưới đang có rất là nhiều nhà luôn các bạn. Trong anh ta bay vui chưa kìa, nhìn rất là thích thú luôn nào. Wow, ở dưới đang có một cuộc chiến các bạn giữa Batman với lại Hulk nha. Có một hình con dơi mà trắng trước người các bạn, anh ta rất là giàu có và rất là thông minh luôn nha. Wow, đây gì đây, một con khủng long rất đẹp các bạn ơi, đây là con khủng long Pachycephalosaurus. Đấy, mà con khủng long này một cam các bạn ơi, nó có mấy cái đốm đốm màu đen nha. Đấy, khủng long này sử dụng cái phần đầu này hút vào những con khủng long khác các bạn. Đấy, ghê chưa, quá đã luôn. Còn đây gì đây, một chú voi. Chú voi được màu xám các bạn ơi, có hai cái ngà khá là dài, một trắng các bạn. Wow, với lại một cái vòi rất là to luôn nha. Đấy, hai cái lỗ tai kìa các bạn ơi, nhưng hai cái quạt rất là bự các bạn. Wow, một anh chàng Captain America các bạn ơi. Một anh chàng Captain America đang xoay xoay cái búa đó các bạn, tạo nên một cơn lốc xoáy cực kỳ là mạnh luôn nha, cuốn bay tất cả mọi thứ lên trên trời được. Wow, thậm chí xe mà cũng văng lên các bạn. Wow, quá là lạ luôn nha. Anh ta nhảy lên rồi các bạn, chuẩn bị đập xuống đất nha. Quốc cái bùng. Thì anh chàng cảnh sát trưởng màu xanh dương các bạn, có một hình ngồi sao màu trắng trước ngực các bạn, trông rất là ngầu nha. Wow, rất là xịn với một anh chàng này luôn các bạn ơi. Một chiếc xe gì đây, chiếc xe police, một chiếc xe cảnh sát màu trắng các bạn ơi. Chiếc xe này chạy rất nhanh luôn nha, dùng để truy bắt những tội phạm nguy hiểm đó các bạn. Wow, rất là đẹp các bạn ơi. Còn đây gì đây, một con khủng long Ankylosaurus. Con khủng long này trên lưng nó rất là nhiều gai các bạn, như một con nhím luôn nha. Wow, phần đuôi nó còn giống như cái thanh đại chùy các bạn ơi. Quật cái đuôi này một cái là xong phim luôn nha. Anh chàng The Flash các bạn ơi, anh chàng này màu đỏ chạy rất là nhanh các bạn. Còn đây chúng ta đang có gì đây, một anh chàng The Flash các bạn. Đang làm chiếc cano rất là đẹp luôn nha. Anh chàng này mặc bộ đồ màu đỏ các bạn ơi. Wow, trông ngầu chưa. Có thể chạy về quá khứ luôn nha, rất là xịn các bạn ơi. Wow. Wow, một anh chàng hút các bạn hình. Chàng người khổng lồ xanh nha, rất là to luôn nha. Bụng 6 múi, cơ bắp thì cuồn cuộn các bạn, trông rất là ngầu luôn chứ. Wow. Vậy đây một con khủng long rất đẹp các bạn ơi, đây là con khủng long Brachiosaurus. Một con khủng long màu đỏ, màu cam các bạn, nó có cái đầu nó khá là dài luôn kìa. Wow, rất là to nha. Con khủng long này ăn những cái tán lá cây trên cao các bạn. Rất đẹp các bạn ơi, còn rất là nhiều đồ chơi luôn, để mình lùi cho các bạn xem nha. Đây giờ đây một anh chàng Spider-Man. Chúng ta đã có giờ đây một anh chàng Spider-Man này chiến đấu với hai con quái vật của các bạn. Anh ta đang xoay 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 các bạn. Wow, dùng tơ nhờ nó có thể bắn dính nó lên trên đất luôn nha các bạn. Quả là ngầu luôn nha. Anh chàng người nhện phiên bản màu đỏ bạn ơi. Anh ta rất là nhanh nhẹn các bạn ơi, có thể bắn tơ bay nhảy khắp nơi để giải cứu những người này gặp nguy hiểm nha. Còn đây giờ đây một con khủng long Agamasaurus.
con khủng long này có cái thân màu xanh dương, trên lưng của nó thì màu vàng các bạn, rất là nhiều gai trên lưng luôn nha. Khủng long này thuộc họ khủng long cổ dài các bạn ơi. Wow, một chú hươu cao cổ bạn, wow, chú hươu cao cổ này rất là đẹp nha. Rất là dài, cái chân rất là cao luôn. Wow, hai cái sừng trên đầu nữa kìa. Ở hươu cao cổ nó ăn những cái tán lá cây trên cao các bạn. Wow. Còn dưới đây một anh chàng rất là đẹp các bạn ơi. Đây mình cho các bạn xem nha, anh chàng Superman. Wow, anh chàng Superman đang bay được các bạn. Wow, anh ta đang đứng trên một cái bầu khí quyển các bạn. Wow, anh ta nhảy xuống nữa kìa. Wow, trông ngầu chưa kìa. Ấy, rất là đã luôn lúc nào. Trông ta rất là đẹp trai luôn các bạn ơi. Wow. Anh chàng này mặc bộ đồ màu xanh các bạn, có một cái áo chàng màu đỏ nha. Wow, anh ta đang bay các bạn. Anh ta có thể bay ra ngoài vũ trụ luôn nha, rất là xịn các bạn ơi. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây một chiếc xe đua các bạn ơi. Xe đua F1 nha, xe đua này màu xanh lá cây các bạn, nó có bốn bánh chạy rất là nhanh luôn nha. Ấy một xe đua này đi đua các bạn, chạy lâu luôn là về nhất luôn. Wow. Ấy một chú sư tử các bạn ơi, sư tử có bờm rất là to luôn nha. Sư ơi, cái bờm này màu vàng các bạn ơi, sư tử là một động vật ăn thịt cực kỳ hung dữ các bạn ơi, ở chúa tể sơn lâm nha các bạn. Wow, một con khủng long rất đẹp, đây là con khủng long Dominosaurus nha. Con khủng long màu đỏ các bạn ơi, trên lưng nó rất là nhiều gai luôn các bạn. Wow, một con khủng long ăn thịt các bạn cực kỳ hung dữ luôn, sánh ngang với khủng long T-Rex luôn nha. Còn đây gì đây, một anh chàng Thor. Hôm nay chúng ta đã có gì đây, một anh chàng Thor các bạn ơi, người ta đang dùng sấm chớp để hạ gục anh chàng Captain America các bạn. Wow, rất là mạnh luôn. Anh chàng thần sấm các bạn ơi, người ta sử dụng cây búa và vũ khí rất là mạnh luôn nha các bạn. Wow, cơ bắp thì cũng cuộn luôn các bạn ơi, rất là xịn luôn ha. Còn đây chúng ta có gì đây, wow, một con rắn các bạn ơi. Wow, con rắn có cái thân nó rất là già luôn nha các bạn, nó đang quấn lấy cái cành cây kìa. Wow, cái đầu nó đang ngóc ngóc kìa các bạn ơi. Ủa, còn lè lưỡi ra nữa kìa các bạn, trông rất là đáng sợ luôn nha. Con rắn này màu vàng các bạn, wow, rất là đáng sợ các bạn ơi. Hay, những con rắn nào mà nhiều màu sắc thì con đó càng có thể có độc nha các bạn. Wow, đây gì đây, một chú cá sấu. Wow, cái sâu này hàm răng rất là sắc bén các bạn ơi, cắn một cái là xong phim luôn nha. Wow, các bạn đi tắm sông này kia thì nhớ cẩn thận cái sấu nha các bạn. Còn đây chúng ta có thêm gì đây, một con ngựa vằn. Wow, đây có hai con ngựa đang lúc lắc cái đuôi các bạn, trông rất là đáng yêu luôn nha. Ở đây có một rừng ngựa các bạn ơi, rất là nhiều con luôn nha. Ha, con ngựa này màu trắng các bạn ơi, nó có mấy cái vằn vằn màu đen các bạn, nó mới gọi là ngựa vằn nha. Wow, galop. Rất là đã đó các bạn ơi. Còn rất là nhiều được chơi luôn, nhưng mà thời lượng không cho phép. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.